Hello anh em, lại là mình đây anh em ơi. Xin chào anh em nha. Hôm nay ngày 25 tháng 4 anh em à. Mình lại tiếp tục làm clip may dần vùng cát cho anh em siêu tầm. Rồi anh em xem kênh mình nhớ đăng ký kênh để kênh mình bật thông báo cho anh em vào việc để vô siêu tầm mai nha anh em nha. Rồi xin gửi đến mấy anh em một cây mai dần vùng cát khá đẹp luôn. Cây thang cực kỳ đẹp luôn. Cây co lắc lượng nè, bò trên mặt đất luôn, đế bao phê, mình thấy đế không, thăng lượng nè. Cây này thì cắt cái chi này xuống chơi cũng được, nhưng mà mình thấy co đẹp quá mình để luôn nha anh em nha. Và anh em nào thích chơi mẫu nào thì về dọn lại cho. Đấy, cây khá vip luôn anh em, cây không lũ bọng nha, cây hồn thiện không, có cái chi co hồi đầu ngộ không nha anh em nha. Thôi quanh anh 35 nha anh em nha, cao lên đây luôn 48. Mình 35 cao 48. Cây này trồng chậu 55-60 nha anh em nha. Rồi anh em nào mà yêu thích cây này liên hệ trực tiếp mình. Dứt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây mai dừng một cái nha. Cây bồ đế đẹp. Thì có một hướng ba da. Cây không thể ngủ thế mà. Rồi anh em. Văn. Bà chú. Dạ. 42. Văn 42 cao bao nhiêu? Cao 30. Rồi, a chú mới hái tộm dừa về nè anh em à. Mới lên dừa hái tộm. Chỗ này mà một trái dừa này là a tu có thể ở tù rồi anh em à. Bầu dài nhiêu anh? Bộ già 60 nha anh em nha. Rồi công việc hàng ngày của anh em mình là cứ cây với cối với lại ăn trộm dừa thôi. Rồi, chú đang nghiên cứu lấy độc vật dừa uống. Đây là cách uống dừa của chú. Anh em nghiên cứu nha. Đó. Em thấy không? Đó. Cách uống dừa của chú là phải độc. Quay cây đớn lên cho thằng. Chặt dừa là xưa rồi anh em đó thấy không? Đó. Đây. Xin review anh em coi cách uống dừa qua chui nha, lát đâm vô tay máu không nha. Đó. Ừ. Mày suy nghĩ tới đó không biểu. Ừ. Nào anh em. Dứt chưa? Hồi nhỏ A Chu là chuyên đi ăn trộm dừa kiểu này mà. Quay cây lên lại lên thằng này. Rồi. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Cây khó đẹp luôn anh em à. Cây khá vip. Cây đế dễ rồi, váo trời dễ luôn. Bao dễ luôn nha anh em nha. Cây nó có cái bệ bay da nha. Khá đẹp. Bố nó mà. Chi nhiều. Bệ đẹp. Cây nó có miếng lũa này nè. Nhị thôi. Thôi Văn. Làm gà giờ ông. Nhau lấy luôn đó. Văn 35. Văn 35 cao. Cao 33. Rồi mình 35 cao 33 nha. Cây này trồng chậu 50 anh em à. Dứt. Cây khá vip luôn. Cây vip luôn anh em à. Anh em A Chu uống dừa. Cách uống dừa của A Chu nha anh em nha. Quá ngon, kêu ngon ấy. Đó, đục ra một cái lỗ như vậy để uống thôi, không cần làm nhiều. Đua lên mà. Uống xong đi đổ giác ông à. Hả? Rồi anh em lại tiếp tục nè anh em. Cây khá vip luôn nha anh em nha. Cây cực kỳ đẹp luôn anh em à. Đục cây này mà dứt thì dứt cây nào nữa anh em. Đế nè. Cây liền bệ liền khối luôn. A Chu này lựa cây đẹp không anh em à. Chứ A Chu không chịu đợi bèo cây xấu không. Cây đây chết dần liên sơn nó nói luôn. Chưa dần đùa dòng ấy. Anh em à. Đế nè. Vip quá. Quanh. Cây này vành bộn quanh á. Hả anh vừa ai. 52. Cây này đo bằng tổng thể hơi to anh em à. Mình 52. Ừ. Đo rồi á. Đo chứ. Cao 25. Rồi, bầu này trồng chậu 50 nha anh em nha. Cây khá vip. Bệ đế vuốt chi đồ đẹp lắm. Rồi, dứt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây bay khá đẹp luôn nha anh em nha. Cây dáng bay nè, anh em thấy không?
cây này mà không chơi thì chơi cây nào nữa anh em. Cây này trồng chậu 50 nha anh em nha. Cây đế đẹp, dáng bay đẹp, chi đẹp luôn. Cây đặc hiệu không lúa bọng. Quanh quanh. Quanh 38. Quanh 38 nha anh em. Bây giờ 44. Này 44 cao. Cao 27. Rồi quanh 38 bay 44 cao 27. Đó, một con số khá là lý tưởng. Cây có chi bay rồi nó liền lạc không? Dứt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Quay nhau mấy, quay nhau mấy. Đế đẹp luôn anh em. Đế khá đẹp luôn. Rồi, bonsai mini nha. Cây ba chi. Rồi quanh 30. Cao. Quanh 30 cao 42. Rồi quanh 30 cao 42 nha anh em nha. Trồng chậu 40, dứt. Chốt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Cây bonsai mini rất đẹp nha. Đế bảo phê. Khá đẹp văn. 32. Cao. Cao 42 luôn. Rồi, mình 32 cao 42 nha anh em nha. Rất cây khá đẹp luôn. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Chỗ làm sao mà lại có hả? 3%. Cây tạm được nha anh em nha, cây ba chi nha, quanh. Cây mini anh em à. Lo hay chứ. 30. Cao. Cánh, lo ai à. Lo đâu. Chung thì cao 33. Chung ấy, dứt. Chung kỹ rồi coi. Bằng 30 cao 33. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây cây cuối cùng của clip nha anh em nha. Mini cuối clip nè, cây khá đẹp luôn. Cây bộ chi, bộ đế đẹp luôn nha anh em nha. Rồi anh em nào yêu thích cây này liên hệ mình quanh 30 cao nhiều 33. Rồi anh em nào yêu thích chốt nha, trồng chậu 40-45 vậy ạ. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi kênh mình nha, chúc anh em một buổi tối tốt lành, hẹn gặp lại anh em.